Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ hai ngày 2 tháng 3. Phần đầu chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tỉnh ủy Vĩnh Long kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở tại xã Nhân Phú, huyện Mang Thít. Các địa phương trong tỉnh ra quân huấn luyện quân sự năm 2015. Phóng sự: ngành công nghiệp Vĩnh Long hướng đến mục tiêu tăng trưởng trong năm 2015. Tin trong nước: chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 năm 2015. Liên quan diều nghệ thuật Việt Nam năm 2015. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và kế hoạch 114 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Sáng nay, tổ công tác của tỉnh về chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ xã Nhân Phú, huyện Mang Thít. Đảng bộ xã Nhân Phú giờ là địa phương được huyện Mang Thít chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, vừa thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban chấp hành, ban thường vụ và bí thư, phó bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay, Đảng ủy xã đã xây dựng xong các văn bản phục vụ đại hội. Công tác chuẩn bị về nhân sự và các điều kiện phục vụ cho đại hội cũng đã được thực hiện theo đúng quy trình. Xã đăng ký thời gian tiến hành đại hội trong 2 ngày, 9 và 10 tháng 4 năm 2015. Theo đánh giá chung của tổ, Đảng ủy xã Nhân Phú đã thực hiện tốt báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa 10 trình đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và quy trình nhân sự. Tuy nhiên, tổ lưu ý xã cần đánh giá cô đọng kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong báo cáo chính trị, xem xét lại các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đảm bảo thực hiện đạt kết quả tốt. Về nhân sự, xã cần xem xét cơ cấu hợp lý hơn về nhân sự khối đảng, chính quyền, đoàn thể tham gia cấp ủy khóa mới. Chiều nay, tổ công tác của tỉnh sẽ tiếp tục đến kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm. Chiều hôm qua, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị, thành phố trong tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện quân sự năm 2015 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề Thần tốc quyết thắng, chào mừng 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Đối tượng được huấn luyện là lực lượng thường trực tại Ban Chỉ huy quân sự huyện, lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc và yêu cầu nhanh, mạnh, chính xác. Các nội dung huấn luyện tập trung vào việc huấn luyện chiến thuật, làm cho lực lượng dân quân hiểu rõ được âm mưu thủ đoạn, phương thức tác chiến của địch, âm mưu thủ đoạn trong chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, kỹ năng chiến đấu trong tình hình mới. Huấn luyện lý thuyết đi đôi với thực hành, lấy thực hành làm nhiệm vụ trung tâm của nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Ngay sau lễ ra quân, các phường xã thị trấn của các địa phương đã ký kết giao ước thi đua với chủ đề sáng tạo, kỷ cương, an toàn, quyết thắng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 3, cùng với thanh niên các huyện Bình Tân, Tam Bình, Vũng Liêm, 105 thanh niên thị xã Bình Minh sẽ lên đường thi hành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Những ngày này, các địa phương trên địa bàn thị xã đang chuẩn bị cho ngày hội tổng quân và sẵn sàng cho lễ giao nhận quân. Gặp gỡ, tiếp xúc với các thanh niên trúng tuyển đợt này, điều dễ dàng nhận thấy là hầu hết các bạn thanh niên đều an tâm và háo hức chờ ngày lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Quán triệt phương châm tuyển người nào chắc người đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Bình Minh đã chủ động làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn, tổ chức khám tuyển sức khỏe chặt chẽ, chú trọng nâng cao chất lượng chính trị của thanh niên nhập ngũ thông qua 3 gặp 4 biết. Để động viên khích lệ công nhân nhập ngũ, các địa phương còn quan tâm làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Các ban ngành đoàn thể tích cực vận động, thăm hỏi, động viên, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, do đó tạo sự phấn khởi cho thanh niên trúng tuyển đợt này. Em là rất là háo hức và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Em rất vinh dự bước vào trên đường nhập ngũ, và là một người đảng viên thì em sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện đạo đức, tác phong, tập tốt để xứng đáng là một bộ đội Cụ Hồ. Đặc biệt, trong công tác tuyển quân năm nay, Bình Minh còn chú trọng phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên trong việc động viên con em mình tình nguyện nhập ngũ.
công tác tuyên truyền, phổ biến luật nghĩa vụ quân sự được các ngành các cấp phối hợp thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân và thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tâm trạng của gia đình thì rất là phấn khởi và vui mừng khi con mình đã được gia nhập vào cái hàng ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam. Thì cái đó cái quan điểm của gia đình đó, thì sau khi lớn, nếu mà con lớn lên đúng 18 tuổi thì cái đó trách nhiệm và cái nghĩa vụ của người thanh niên là phải lên đường bảo vệ Tổ quốc. Thì chúng thấy trong cái môi trường quân đội rất là tốt cho người thanh niên, cũng như là dạy cho học tập, rồi sống theo cái này nếp theo tập thể, theo môi trường của quân đội, rồi chiến đấu. Để chú thì gia đình chú cũng phải động viên hết mực cho nó để xứng đáng và hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao. Năm 2015, thị xã Bình Minh được tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn 105 thanh niên nhập ngũ. Trong số này có 16 thanh niên có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và 4 thanh niên là đảng viên, còn lại đều là đoàn viên. So với năm rồi thì cái trình độ học vấn của cái thanh niên thì cao hơn. Còn những cái điểm mới trong năm nay thì sau cái quá trình mà tuyển chọn rồi phát lệnh, thì cái ngày tập trung phát lệnh thì làm đồng loạt các xã phường. Trong đó thì kết hợp là giữa mời gia đình rồi mời thanh niên đến là nhận lệnh, rồi sau đó là tổ chức phát quà rồi họp mặt gia đình thanh niên. Như vậy thì tạo được một cái không khí phấn khởi giữa gia đình và thanh niên. Có thể nói, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày hội tổng quân của tất cả các xã phường của thị xã Bình Minh đều hoàn tất. Các thanh niên trúng tuyển đều phấn khởi sẵn sàng lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Hội thân nhân kiều bào thành phố Vĩnh Long phối hợp với Hội chữ thập đỏ Thiện tâm thành phố Hồ Chí Minh, Hội từ thiện Minh tâm tỉnh Bến Tre đến thăm tặng quà tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long, cơ sở phục hồi chức năng trẻ bại não Ngọc Điểu, phường 4 thành phố Vĩnh Long và bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Y dược cổ truyền thành phố Vĩnh Long. Tại các nơi đến, đoàn trao tặng 253 phần quà cho các trẻ bại não và bệnh nhân, đồng thời một phần tiền hỗ trợ cho cơ sở phục hồi chức năng trẻ bại não Ngọc Điểu và Trung tâm công tác xã hội tỉnh. Tổng kinh phí, quà và tiền trên 39 triệu đồng do Hội thân nhân kiều bào thành phố Vĩnh Long vận động gia đình bà Quách Thanh Dân, ngụ phường 4 thành phố Vĩnh Long, Hội chữ thập đỏ Thiện tâm thành phố Hồ Chí Minh, Hội từ thiện Minh tâm Bến Tre hỗ trợ. Những phần quà đã góp phần động viên hỗ trợ một phần cho những đối tượng khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, năm 2015, ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã đề ra chỉ tiêu tăng trưởng 13% so với năm 2014. Đây được xem là một thách thức của ngành khi nhiều chuyên gia dự báo năm nay vẫn còn không ít khó khăn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Năm nay, nhà máy phân bón Cửu Long phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 25% so với năm trước, với doanh thu 390 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 10 triệu đô la Mỹ. Ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp đã tập trung nghiên cứu các sản phẩm mới, tìm kiếm thêm khách hàng, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi tập trung vào cái giải pháp đầu tiên là tăng cường cái công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh cái việc cái chương trình đa dạng hóa sản phẩm kết hợp với lại phân khúc thị trường trong tiêu thụ, tiếp tục tham gia sâu rộng vào các cái chương trình cánh đồng mẫu lớn, các cái dự án phát triển trong nông nghiệp. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, tuy trong thời điểm đầu năm tình hình kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, giá xăng dầu giảm mạnh, lãi suất ngân hàng giảm, nhiều thị trường xuất khẩu đã phục hồi. Song, do chi phí đầu vào tăng, thị trường cạnh tranh gay gắt, nhất là đối với các sản phẩm cùng loại, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư chưa cao sẽ là những trở ngại lớn để ngành công nghiệp địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì mục tiêu tăng trưởng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Chúng tôi nâng cao cái trình độ chuyên môn của người lao động, cải tiến các máy móc thiết bị và các quy trình lạc hậu để tạo cái hiệu suất lao động cao hơn, giảm cái chi phí năng lượng và những chi phí đầu vào khác. Chúng tôi sẽ cải tiến một số những cái phương thức trong cái vấn đề quản lý để hiệu quả cao hơn. Việc tổ chức điều hành quản lý sản xuất phải được củng cố một bước bằng cách là cơ cấu lại tổ chức bộ máy, hình thành các cái hệ thống điều hành quản lý sản xuất theo cái mô hình công nghệ mới để đảm bảo được cái tăng năng suất lao động
và đảm bảo cái hiệu quả sản xuất kinh doanh. Năm 2015, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7,2% so với năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp hướng đến mục tiêu tăng trưởng 13% với tổng giá trị sản xuất khoảng 22.000 tỷ đồng. Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp như tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, vận động các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng suất sản xuất. Đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ, tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp liên kết trong phân phối, tiêu thụ sản phẩm, phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất cung ứng nguyên vật liệu trong nước để thay thế dần nguyên liệu nhập khẩu. Ngành đó là công thương phải phối hợp với là các cái ngành có liên quan như là ngân hàng, như là kế hoạch đầu tư, tháo gỡ các cái doanh nghiệp khó khăn của các cái doanh nghiệp công nghiệp ở trên địa bàn, kêu gọi các cái doanh nghiệp để đầu tư vào các cái khu cụm là công nghiệp của chúng ta đã có được quy hoạch và lấp đầy những cái khu công nghiệp của chúng ta đã hiện có. Các cái doanh nghiệp mà hiện đang được sản xuất ở trên cái địa bàn của mình thì phải là tích cực mở rộng cái thị trường, kể cả thị trường là tiêu thụ trong nước rồi thị trường đó là tiêu xuất khẩu. Sở Công Thương sẽ tiếp tục đề xuất Ủy ban tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, triển khai hỗ trợ thực hiện cái đề án về tổ chức cái hệ thống thu mua tiêu thụ nông sản gắn với tái cơ cấu nông nghiệp nhằm mục tiêu là tăng giá trị gia tăng cho ngành nông sản. Nâng cao giá trị sản xuất và duy trì tăng trưởng của ngành công nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Hy vọng trong năm 2015, với sự quyết tâm vượt khó vươn lên của các doanh nghiệp cùng các giải pháp tích cực của ngành có liên quan, ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Long sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Nâng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trả lương chậm quá 15 ngày, phải trả thêm tiền, thay đổi mã dùng điện thoại cố định là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 3 năm 2015. Cụ thể, theo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc, từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với một số đối tượng. Quy định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2015. Bên cạnh đó, từ ngày 1 tháng 3, theo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần quy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Cũng từ ngày 1 tháng 3, mã dùng điện thoại cố định của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Cao Bằng, Cà Mau sẽ thay đổi. Ngoài ra, các nghị định về bán chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, chế độ ưu tiên về hải quan đối với doanh nghiệp, quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường, vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ cũng sẽ có hiệu lực trong tháng 3 này. Ngày 1 tháng 3, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức ra quân huấn luyện năm 2015 ở khu vực Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời phát động phong trào thi đua cao điểm với chủ đề phát huy truyền thống đoàn kết an toàn thần tốc quyết thắng. Đây là hoạt động thường niên của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đồng thời là hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, 60 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam Anh hùng. Là đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng biển đảo dài hơn 2.000 km từ Bình Thuận đến Cà Mau, trong đó trọng tâm là bảo vệ vành đai biển ngoài thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Năm 2014, Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng bảo vệ vững chắc, giữ vững môi trường hòa bình trên vùng biển DK1. Theo đó, 33 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, 161 cán bộ chiến sĩ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, 80 tập thể và 539 cá nhân đạt đơn vị tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến. Đây là những thành tích đánh dấu sự lớn mạnh trưởng thành của vùng sau gần 6 năm thành lập. Năm 2015, Vùng 2 Hải quân tiếp tục thực hiện phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc, tập trung thực hiện tốt đột phá, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, thực hiện quy tắc an toàn, lấy chiến trường làm thao trường, lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng chính quy hiện đại làm mục tiêu huấn luyện.
Liên quan Diều Nghệ thuật Việt Nam năm 2015 vừa được khai mạc tại khu du lịch Biển Đông, thành phố Vũng Tàu, với sự tham gia của gần 190 nghệ nhân thuộc 15 câu lạc bộ diều trong toàn quốc. Các nghệ nhân tham gia biểu diễn diều ở 6 nội dung: diều đơn thả 1 giây, diều bay thả 1 giây, diều điều khiển, diều rokkaku quốc tế, diều sáo và diều khí động học. Phô diễn những cánh diều đặc sắc, độc đáo, gần 230 cánh diều của các nghệ nhân đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc tại khu vực Bãi Sao, thành phố Vũng Tàu. Trong số này, nổi bật có cánh diều lấy ý tưởng về tiền tiêu Trường Sa với cột chủ quyền cùng cờ tổ quốc của câu lạc bộ diều quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ diều ô cấp thành phố Vũng Tàu có diều khí động học hình rắn hổ mang dài 81 mét. Diễn ra trong 2 ngày, 28 tháng 2 và 1 tháng 3, Liên quan Diều Nghệ thuật Việt Nam năm 2015 là dịp để ban tổ chức tuyển chọn những cánh diều đẹp của các đơn vị giới thiệu tại Festival Diều Quốc tế sẽ được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào tháng 4 năm 2015. Tiếp theo chương trình là phần tin thế giới với những nội dung chính như sau. Lực lượng đối lập ở miền đông Ukraine hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến. Nhà chức trách Nga ráo riết truy tìm thủ phạm trong vụ sát hại cựu phó thủ tướng Boris Nemtsov. Nhộn nhịp hoạt động du xuân ngắm hoa ở miền Tây Nam Trung Quốc. Lực lượng đối lập ở miền đông Ukraine đêm qua đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến theo thỏa thuận hòa bình Minsk II. Rút vũ khí hạng nặng là điểm thứ 2 trong số 13 điểm của thỏa thuận được các bên ký kết hôm 12 tháng 2 này nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Đài truyền hình RT của Nga đưa tin, Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng Gennady Sipkalov thông báo lực lượng này đã rút toàn bộ vũ khí hạng nặng khỏi đường giới tuyến và đã thông tin với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE về điểm tập kết số vũ khí trên. Trước đó, nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng chiều hôm qua cũng thông báo đã rút 6 đơn vị pháo tự hành qua cầm chướng cuối cùng về phía nam đường giới tuyến. Về phía quân đội chính phủ Ukraine, chính quyền Kiev cho biết đã di chuyển hết các khẩu trọng pháo 100 ly chống tăng và sẽ tiếp tục rút các loại vũ khí hạng nặng khác khi lực lượng đối lập chấm dứt nã pháo vào các vị trí của quân chính phủ ở miền đông. Hiện cả hai phía đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, song không xảy ra giao tranh nghiêm trọng. Lực lượng đối lập cho biết trong 24 giờ đồng hồ qua đã bị binh sĩ chính phủ nhắm bắn 26 lần. Còn theo chính quyền Kiev, phe đối lập cũng đã nhiều lần tấn công các vị trí của quân đội Ukraine. Hôm qua, hàng ngàn binh sĩ thuộc lực lượng dân quân dòng Hồi giáo Shiite đã tập trung tại thành phố Samara, phía bắc Iraq nhằm chuẩn bị cho chiến dịch đẩy lùi các tay súng thuộc tổ chức phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS ra khỏi thành phố Tindrit thuộc tỉnh Salahuddin lân cận. Trong khi đó, quân đội chính phủ cũng đang mở cuộc tấn công vào thành phố này theo nhiều hướng khác nhau. Lực lượng quân đội Iraq cho biết khoảng 2.000 chiến binh thuộc nhóm dân quân Shiite đã tới gần thành phố Tikrit và sẵn sàng chiến đấu. Theo ông Raed Zaburi, người đứng đầu chính quyền tỉnh Salahuddin, khoảng 5.000 chiến binh thuộc lực lượng nói trên sẽ tham gia chiến dịch này. Trong khi đó, hơn 27.000 binh sĩ chính phủ và các lực lượng dân quân khác đã mở cuộc tấn công quy mô lớn từ ba hướng khác nhau nhằm vào Tikrit với mục tiêu giải phóng và giành hoàn toàn quyền kiểm soát thành phố này từ tay IS. Các cuộc tấn công trên diễn ra sau khi IS hôm 28 tháng 2 đã thực hiện hai vụ đánh bom liều chết bằng ô tô vào một trạm kiểm soát gần thành phố Samara, khiến 16 người thiệt mạng. Gần đây, IS liên tục tiến hành các vụ tấn công vào thành phố Samara và các khu vực lân cận sau khi Thủ tướng Haider al-Abadi cam kết sẽ trừng trị nhóm phiến quân này vì việc phá hoại đồ tạo tác quý hiếm và lâu đời tại thành phố Mosul. Cảnh sát thủ đô Moscow, Nga đêm qua thông báo đã cho phát quả chân dung kẻ sát hại cựu phó thủ tướng Boris Nemtsov sau khi thẩm vấn các nhân chứng. Hiện các nhà điều tra cũng đang phân tích băng ghi hình lấy từ camera giám sát trên đường phố ghi lại hành trình của ông Nemtsov tại thời điểm ông này bị sát hại. Ông Boris Nemtsov bị sát hại tại trung tâm thủ đô Moscow khi đang đi dạo cùng bạn gái Anna Duriskaya trên cầu Banshoi Mosvoretskoy. Dựa trên lời kể của cô Duriskaya và một nhân chứng khác, cảnh sát đã phát quả chân dung kẻ giết người. Ủy ban điều tra Nga đã tuyên bố mức thưởng lên tới 3 triệu rúp, gần 50.000 đô la Mỹ cho những ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ hung thủ. Trước đó, trong báo cáo đầu tiên của Ủy ban điều tra Nga về vụ việc nêu rõ, có những bằng chứng cụ thể cho thấy vụ ám sát được chuẩn bị tỉ mỉ và việc lựa chọn địa điểm gây án cho thấy hung thủ đã nắm được kế hoạch đi lại của ông Nemtsov. Các nhà điều tra cũng phát hiện một số chiếc ô tô nghi đã được hung thủ dùng để đi lại.
Họ cũng phân tích đoạn băng ghi hình lấy từ camera giám sát trên đường phố, trong đó có cảnh cựu Phó Thủ tướng Nga Nemtsov bị sát hại. Cũng đêm qua, Bộ Nội vụ Nga cho biết cuộc tuần hành tưởng niệm ông Boris Nemtsov tại thủ đô Moscow đã thu hút khoảng 16.500 người tham gia. Ông Nemtsov sẽ được an táng vào ngày mai, ngày 3 tháng 3, tại một nghĩa trang ở Moscow. Đêm qua giờ Việt Nam, Tổng thống mới đắc cử của Uruguay Tabaré Vázquez đã tuyên thệ nhậm chức tại một buổi lễ ở thủ đô Montevideo trước sự chứng kiến của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Ông Tabaré Vázquez, 75 tuổi, là một bác sĩ điều trị ung thư. Đây là nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông sau khi nhậm chức lần đầu vào năm 2005. Mặc dù kết thúc nhiệm kỳ đầu với uy tín cao, nhưng ông không thể tái tranh cử do hiến pháp Uruguay không cho phép tổng thống giữ hai nhiệm kỳ liên tiếp. Ngày 30 tháng 11 năm 2014, ông Vázquez, ứng cử viên của mặt trận rộng rãi FA, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Uruguay vòng 2, và đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của FA trong các cuộc bầu cử tổng thống. Theo các nhà phân tích, lợi thế của ông Vázquez trong cuộc chạy đua giành ghế tổng thống nhiệm kỳ thứ 2 là những thành tích trong phát triển kinh tế gắn với thực hiện công bằng xã hội mà FA đã đem lại cho Uruguay. Trong 10 năm, dưới sự lãnh đạo của FA, tăng trưởng kinh tế hàng năm của Uruguay đạt bình quân 6%. Hiện GDP bình quân đầu người của Uruguay đạt trên 16.000 đô la Mỹ một năm, cao nhất khu vực Mỹ Latin. Tuy nhiên, người dân Uruguay vẫn bức xúc trước tình trạng tội phạm bạo lực gia tăng. Tổng thống Argentina Cristina Fernandez ngày 1 tháng 3 đã đọc thông điệp liên bang năm 2015 trước lưỡng viện quốc hội. Trong đó, bà đánh giá tình hình kinh tế xã hội đất nước trong năm qua và trình bày các mục tiêu phát triển trong năm cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình. Trong bài phát biểu kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, Tổng thống Fernandez đã đề cập đến những thành tựu kinh tế xã hội mà Argentina đạt được trong năm qua. Argentina là quốc gia duy nhất trên thế giới giảm tỷ trọng nợ nước ngoài trên tổng sản phẩm quốc hội GDP trong giai đoạn 2007-2014. Hiện nợ của quốc gia Nam Mỹ này giảm xuống chỉ còn 9,7% GDP. Bên cạnh đó, lương tối thiểu hiện ở mức gần 600 đô la Mỹ, mức cao nhất tại khu vực Mỹ Latin. Với việc tiếp nhận hơn 6 triệu du khách trong năm qua, Argentina đã trở thành một trong năm quốc gia có mức tăng trưởng du lịch cao nhất thế giới. Đề cập đến chính sách điều hành kinh tế đất nước trong năm 2014, bà Fernandez thông báo sẽ quốc hữu hóa ngành đường sắt, tiếp tục theo đuổi các dự án công nghiệp, xây dựng thêm nhà máy điện hạt nhân và thủy điện nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Trong khi đó, hơn 400.000 người đã tập trung bên ngoài trụ sở quốc hội tại thủ đô Buenos Aires để bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Fernandez. Đây là lần cuối cùng bà Fernandez đọc thông điệp liên bang trước quốc hội trong nhiệm kỳ tổng thống lần thứ hai của mình, do hiến pháp Argentina không cho phép một tổng thống lãnh đạo đất nước ba nhiệm kỳ liên tiếp. Argentina sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào tháng 10 tới. Chương trình xin được tiếp tục với một số tin nhắn đáng chú ý. Quân đội Israel đêm qua đã bất ngờ tiến hành cuộc tập trận đầu tiên trong 3 năm qua ở bờ Tây, vùng lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng, với sự tham gia của khoảng 13.000 binh sĩ và nhiều xe thiết giáp. Cuộc tập trận diễn ra cùng ngày sau khi Palestine tuyên bố có thể xem xét quỹ hợp tác an ninh với Israel liên quan đến việc Tel Aviv quản chuyển tiền thuế cho chính quyền Palestine. Theo kết quả kiểm 2/3 số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra hôm qua tại Estonia, quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đảng cải cách cầm quyền thân phương Tây của Thủ tướng Tavi Roivas hiện đang dẫn đầu với 29,2% số phiếu ủng hộ. Đứng thứ hai là đảng trung tả theo khuynh hướng hợp tác với Nga, giành được 21% số phiếu bầu. Giới chức an ninh Ai Cập hôm qua cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương khi một quả bom phát nổ tại thành phố miền nam Aswan. Vụ nổ xảy ra bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Nas, nằm trên đường Nikonik, chỉ cách sở cảnh sát thành phố Aswan khoảng 300 mét. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trong nỗ lực giảm tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, chính quyền thành phố này đã bắt đầu thu phí đối với bụi phát sinh ở công trường xây dựng từ ngày 1 tháng 3 năm 2015. Theo Cục Bảo vệ Môi trường Bắc Kinh, mục đích của việc thu phí là nhằm khuyến khích các đơn vị xây dựng kiểm soát tốt hơn lượng bụi thải ra môi trường. Tại hội nghị di động thế giới đang diễn ra ở Barcelona, Tây Ban Nha, hãng điện tử Samsung Hàn Quốc đêm qua đã trình làng bộ đôi sản phẩm mới Galaxy S6 và Galaxy S6 Edge. Trong đó, Galaxy S6 Edge có màn hình cong ở 2 mét. Đây cũng là hai mẫu điện thoại đầu tiên của Samsung có thiết kế kim loại kết hợp với kính, được giới thiệu là bền hơn gấp rưỡi so với các loại điện thoại hiện nay.
Ngoài những đột phá về màn hình, cấu hình, điểm đặc biệt của Galaxy S6 và Galaxy S6S là hai tính năng sạc pin không dây và sạc pin siêu nhanh, 10 phút sạc pin cho thời gian sử dụng 4 giờ đồng hồ. Sáng nay, cơ quan thống kê nhà nước Italia gọi tắt là Istat cho biết nền kinh tế nước này có thể sẽ thoát khỏi suy thoái trong quý 1 năm nay. Một báo cáo mới công bố của Istat dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP sẽ tăng trưởng ở mức dương 0,1% trong quý đầu năm 2015. Nếu kết quả trên được xác nhận, thì nền kinh tế lớn thứ ba khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone này sẽ lần đầu tiên thoát khỏi thời kỳ suy thoái kéo dài kể từ sau quý 2 năm 2011. Istat cho biết, mặc dù khả năng hồi phục kinh tế của Italia là không cao, nhưng những dấu hiệu đầu tiên của quá trình vực dậy đang bắt đầu diễn ra. Theo Istat, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng trong tháng 2 năm 2015 đã đạt 110,9 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2002. Cùng lúc, chỉ số niềm tin của doanh nghiệp tăng từ 94,9 điểm trong tháng 1 năm nay lên 100,4 điểm trong tháng 2 vừa qua. Trong khi đó, lạm phát cũng đã tăng trở lại với tỷ lệ dương 0,3% hồi tháng 2. Điều đó cho thấy nhu cầu đã bắt đầu tăng và nền kinh tế Italia đang trở mình sau một thời kỳ giảm phát kéo dài trong suốt nhiều tháng cuối năm ngoái. Cuối tuần qua, rất đông khách du xuân đã đổ về nhiều thành phố ở miền Tây Nam Trung Quốc để chiêm ngưỡng khung cảnh đầy màu sắc của những lễ hội hoa đang diễn ra nơi đây. Rừng hoa tulip khoe sắc tại khu du lịch Hồ Thập Tượng ở ngoại ô Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên là một trong những điểm thu hút đông khách tham quan nhất. Với diện tích khoảng 5 hecta, khu du lịch Hồ Thập Tượng được xem là công viên hoa ngoài trời lớn nhất vùng. Còn tại khu tự trị dân tộc Doan Quảng Tây, lễ hội hoa đào vừa khai mạc cách đây 2 ngày tại huyện Cung Thành cũng được đông đảo khách du lịch chọn làm điểm đến trong mùa xuân năm nay. Những cành đào với hai sắc hồng và đỏ nở rộ trên những hòn đồi nơi đây đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Những ai thích du ngoạn trên sông thì không thể bỏ lỡ khung cảnh thơ mộng của dòng sông Hoa tại huyện Đô An. Trong những ngày này, nhiều thành phố khác ở Quảng Tây cũng ngập tràn trong sắc trắng của hoa mận, sắc vàng của hoa cải dầu hay sắc đỏ và hồng của hoa sao nhái. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.